Lòng tin và sự tín nhiệm của người dân là chìa khóa thành công trong công tác ứng phó với đại dịch của chính phủ. Đây là kết luận trong nghiên cứu khảo sát qua điện thoại vòng 2 năm 2021 về cảm nhận của người dân với các biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19 của các cấp chính quyền tại Việt Nam. Nghiên cứu do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP và Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong phối hợp thực hiện với sự hỗ trợ và đồng hành của Bộ Ngoại giao và Thương mại, Chính phủ Australia vừa công bố mới đây. Khảo sát được thực hiện qua điện thoại trong 2 tháng 9 và 10 của năm 2021 với 1.501 người dân tại 63 tỉnh thành phố. Kết quả nghiên cứu cho thấy 84% số người tham gia khảo sát đều đánh giá công tác ứng phó của chính phủ là tốt hoặc rất tốt, 89% đánh giá tốt hoặc rất tốt việc ứng phó của chính quyền cấp tỉnh. Kết quả này cho thấy người dân thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ với hầu hết các biện pháp phòng chống dịch của chính phủ. Vượt qua khó khăn trong quãng thời gian giãn cách xã hội, vẫn có hơn 80% người dân đặt niềm tin vào công tác ứng phó với đại dịch của chính phủ. Kinh nghiệm của Việt Nam đã chứng minh cho thế giới thấy rằng lòng tin và sự tín nhiệm của người dân là chìa khóa thành công trong công tác ứng phó với đại dịch. Một con số đáng chú ý khác đó là có đến 83% số người được hỏi đều đồng tình với chính phủ rằng ưu tiên cao nhất của nhà nước hiện nay là cứu người khỏi COVID-19 cho dù phải hy sinh phát triển kinh tế. Đã 2 năm thế giới phải chống chọi với đại dịch và năm 2022 đang đến với những thách thức không thể lường trước với biến thể mới được phát hiện Omicron. Nhưng với chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 thần tốc ở Việt Nam trong những tháng gần đây, cùng với sự ủng hộ của người dân đối với biện pháp đeo khẩu trang và các biện pháp ứng phó nhanh và linh hoạt của chính phủ, tôi tin rằng Việt Nam sẽ vượt qua được những thách thức của đại dịch và sớm phục hồi. Khảo sát đưa ra một số gợi ý cho thời gian tới, theo đó cảm nhận và sự ủng hộ của người dân cần được các cấp chính quyền xem xét kỹ lưỡng khi thiết kế các chính sách. Ngoài ra, các dịch vụ công trực tuyến cần được đánh giá lại và cải thiện nhằm đảm bảo tính thân thiện với người dùng, qua đó khuyến khích người dân sử dụng các biện pháp không tiếp xúc trong quá trình làm việc với chính quyền.